cái cây mà nó không mang trái cái này nhiều không? Ngoài kia cũng nhiều. Bây giờ phải làm lại thôi chứ không không được. Phải đặt cái gì? Ăn sám, cái trái thì bông. Làm bông lên. Ừ. Bán vô ngày đợt ấy nữa, ngày đợt này coi chừng giá rẻ nữa. Bữa nay mới điện điện hỏi bữa đó như ngày kia mười mấy ngàn rồi vô rồi, ngày đợt này vô giá rẻ rồi. Ừ. Bây giờ nếu mà cái lứa này chừa lại là thất bại nè, chúng nói bỏ luôn. Cái lứa này chừa lại là bữa nay là tháng 4 đúng không? Ngày là 29 đi, tháng 9 như tháng 4 đi. Tháng 4 đi. Lứa này bán cho khoảng tháng 5-6. Gớt. Gớt đại. Bữa em hỏi kem lớn còn nhiêu là còn 13 nha. Ừ, sụt rồi. Vô cái mùa trái cây là vậy đó. Vô cái mùa trái cây là bắt đầu nó tụt rồi, nó tụt lút xuống à. Đó, bây giờ mình chừa lại, bây giờ cái lứa này chừa lại là hơi căng nè. Giờ lại tầm tháng 5, tháng 6 có thu. Ừ. Thì giờ nếu mà trường hợp ấy thì mình làm bên đây. Yeah. Chừa lại thì muốn chừa thì chừa lại, rồi nữa mình xịt thuốc trên đây nè. Bên khúc đây nè. Là bông lại bên đó nè. Ừ. Đây là cái gì nè. Làm lại nè. Điều giá bận quá mà làm bông nhận tháng 5 tháng 6 cũng mệt à. Cái gì? Không giá. Sao? Làm bông lại tới đó không có giá cũng căng. Có mình làm bông đợt này biết anh bán tháng mấy không? Ừ. Anh làm bông là anh bán tháng 9 đó. Như là đợt trái này bỏ đó hả? Không, có nghĩa là đợt trái này muốn chừa lại là chừa nè. Ừ. Đợt trái này chừa lại chừa nè đúng không? Dạ. Nhưng mà mình á, mình làm bông cái đợt này á, mình làm á là mình bán cho tháng 9 đó. Bữa nay là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Mình bán tháng 9, tháng 10, 11 luôn. Nghĩa là làm đợt này cái là cho nó ra chuyện nữa đó. Nó ra luôn. Chứ không chịu anh để tự nhiên kiểu này đúng không? Không có cây nào mùa này nó không có cây ra đâu. Không ra bông như mùa thuận đâu nha. Như nghịch mùa. Ờ, nó nghịch rồi. Trái bành bành không bị thúi. Thúi mậu hả? Ừ. Dù nắng nó bị. Mùa nắng nó thúi, thường thường nó thúi trong đỉnh đầu này, thúi dài xuống dơ. Mà giai đoạn này là giai đoạn này một số là bởi vì ta ít thì ta để cái mùa này bị mưa hả? Mùa nắng. Nắng nó ngược lại thúi màu. Ừ. À, mà mưa lại không thúi màu. Bởi thằng cắt mít nó nói mưa nó bị. Rồi, vậy là ông đó không ngày. Có nghĩa lại sao mà thường thường mùa nắng nó lại thối màu. Như thế này, mùa nắng á, nó sẽ có hiện tượng nó nứt cái màu trên đây nè. Xong rồi bắt đầu nhiều khi mùa sương á, nó đọng ở trên đây lại, đọng nước lại. Nắng mà nhiệt độ mà nó gắt kiểu này đúng không? Là trên đây nó nóng nè. Nó nóng bắt đầu giống hệt như mình nói nôm na lấy nước sôi đi, mình trụng đi. Thì chắc ăn 100% nó dợp. Nó dạp thì từ đó nấm bệnh nó sẽ tấn công vô đây, nó đậu thúi nguyên cái vùng đây nè. Đó. Mùa nắng là thường nó bị, còn mùa mưa không giờ nó bị thúi màu. Một cây 3 cũng trái, 4 trái rồi.
bây giờ như chẳng hạn cái cây này bây giờ nó có trái chỗ này ở đây vị trí này đúng không, nữa mình làm bông đúng không, làm dưới luôn xịt cái tầng này, xịt tầng dưới, xịt tầng dưới cho ra tầng dưới rồi đừng có cho nó đụng vào cái thuốc làm mầm của mình, đừng đụng vô cái này nó sẽ chai cái cây. Lớn cầu đang thuốc làm mầm nó là cái thuốc lăn cao, thuốc lăn cao như chẳng hạn giờ cây này trái này bên đây gì thì anh cũng cho người xịt bên đây nè, dắt bên đây xương xương cho em thôi. Dập đường rồi được như đó, né cái dắt bên này cái trái này ra, né trái. Mà ghê trái bành bành. Khúc nào rảy nhiều hả? Ngoài gần cuối quá anh. Bị dạng cuối dưới kia hả? Dạ. Có hai khu ngoài là nặng nhất đi. Trong này cũng đỡ. Ngoài kia quấy sơ chịu. Ừ. Ở gì đó. Cây 45 trái. Cái lá nè. Cây nó sung cái lá hết hồng lá không? Lá bự. Ừ. Rồi gãy cũng bộ cũng cơ à. Dạ. Nghe cậu kiến trời ơi con trái cắt sụi luôn. Đấy hồn trái rồi. Nó nói chừng bao nhiêu? Bao nhiêu? 13 là đem lớn. Đem lớn 13 nha. Dạ. Bởi vì vô đợt này là vô giá luôn. Ngay luôn, đợt trái này là ngay giá luôn nè quên. Trúng mùa luôn. Bởi gì? Ừ. Chắc mai cắt rồi. Mai vô cắt hay gì? Dạ. Rồi rồi. Chưa ngày có mùa. Bỏ đi.
bỏ đi nậu ơi. Bỏ hết luôn à? Để em nói với anh được trái nhỏ nhỏ này nè. Bỏ hết, bỏ đi. Dính vào thân nằm sáu. Không dám, không dám. Chút ông đậy em. Cái lưới này nè. Cái lưới này trái này nãy giờ anh thấy rồi nè. Ví dụ như bây giờ ngày đúng không? Ờ, bữa nay là tháng 4. Đầu tháng 4 thì giỏi lắm em cho là tháng 20 tháng 4 là cắt gỗ vườn nè. Cắt gỗ. Gỗ luôn á. Cho nó gỗ luôn đi. Rồi bắt đầu trong cái quá trình này mình làm bông đúng không? Làm bông yêu cầu nó cắt gỗ một cái cây mình nó khỏe một cái mình làm bông trước khi giai đoạn này nè, mình làm đi. Xong rồi bắt đầu là cắt gỗ này đi, bật bông ra nữa, nó ra luôn rồi. Thì mấy này nữa được cắt bỏ hết nè. Ngày đó ngoài kia cái gì đóng bắt không được bạn vừa rồi gió nó lùa ngay thấy luôn ngay cái cần gió luôn. Trời. Mấy giờ mình ghê không đào dần dính cái giờ mình nặng dính khúc dưới đầu dưới. Ừ. Là cái đầu ở trên đây là không dính nha. Trên chỗ mình dính mà dính không dính á. Không có nghĩa là chỗ cái khúc ở trên đây nè, cái khúc ở trên từ ở mí dài dài lên đây ngược lên đây không dính nè. Không. Mà khúc ở dưới kia là dính không. Ừ. Dính chỗ đó là nặng nhất. Cuối mà. Mà mấy cái giường dắp bên kia thì đã không sao đâu. Em ngu luôn. Sao ngay. Tay em ngu rồi. Đó. Bị hư thứ. Đó là, thấy không? Chưa. Ừ, nắng là trực tiếp lên là cuối rồi. Cũng bị mà ít. Đúng không? Nãy giờ em thấy nãy giờ là số lượng là nói chung là cuối cái màu đó là ít á. Tại vì thứ nhất là mình có quét cuốn nè. Dù gì nó đỡ hơn nè. Nó kìm lại nè. Trái bự bự người ta cắt bỏ trái sao đi. Đi cắt đi. Bên đó trái. Qua lỗ trở về ngoài không đâu cục trái. Được hả? Dạ. Yeah. Thôi mình cũng trở về luôn nha Khanh. Thôi mình trở về. Thôi trở về luôn Khiêm ơi. Chặn chân luôn đó hả? Dạ. Yeah. Ông tính là bây giờ cho thuốc rồi không? Quay lại chặn. Mà chơi hết mớ cái thuốc đầu quay lại chưa thì chặn nữa thì đẩy chạy vòng cái. Thì nó hư hao cũng bột. Hư bột luôn á. Ông quay clip ông gỡ cho em nè. Em trong ngày em quay gỡ cho ông. Nói gầu rồi. Cái chấm này cắt bỏ nè. Dạ. Mà cháy nè. Nào mang trái cắt bỏ à? Ừ. Hư nhánh rồi. Thấy không? Nó rút cái nhánh mình mà. Ừ, nhỏ. Chết mình hả chưa? Cắt bỏ liền đừng có để. Dạ. Gầu luôn hết mới làm.
sau làm bóng. Nhìn trái nè, nhìn sau làm. Cây vô, hai ba trái, ba không trái. Nhánh luôn ra là nhánh đi. Đi luôn rồi đó, rút luôn á, chết nhánh nó luôn thấy không? Nửa ấy lại nữa ba cái gạch trường học đó, đó bỏ cái nhánh đó luôn. Đừng có chừa lại, chừa lại cây mình nó xin. Dạ. Cái cái này sao mà làm sao? Bồn lá quá trời mướt mà. Mình nãy giờ mình loại nửa đất chưa? Này hả? Ừ. Này ở khu 2 rồi, khu 2 còn nữa đó hả? Trời, lá bộ lá nãy sùng hết hộn xuống rồi. Đến này tới 10 sáng đến tới tới nhà anh lên thấy giờ mệt thôi chưa tới đi. Bởi vì em mới gọi giờ ăn xong cái nhánh là phải cưa bỏ liền nè, triệu chứng là thấy không? Yeah. Rồi mới đổ nó thử cút phải không? Dạ. Ba cây trái lá dưới hết chưa? Quái đậu dưới kia á. Nhầm cây nó khô luôn rồi. Chết luôn hả? Khô cây luôn. Khô cây luôn hả? Khô cây. Cây này sao? Cây này đỡ lên không? Dạ. Cây này sao? Bỏ trái bớt lên ơi. Ba nhánh. Cây này bị ngã đỡ lên nè. Xong bỏ trái đi. Bờ đó cắt có kẹp đâu. Cây này đang mắc sức mà đơm thêm lượng trái này nữa rồi xỉu luôn. Chết khuyên luôn. Đang xỉu rồi đó. Xuống lá. Xuống lá. Cắt bỏ luôn, cắt đây luôn, dạ. Cắt sát trong, sát trong luôn. Nãy giờ hình như là thấy khoảng 80% là đang mang trái rồi. Đó, 80% á.
mà cây không trái cũng nhiều à. Tháng nữa rồi. Giờ mấy cây này là anh không đi tỉa bỏ hết đi, cắt hết luôn anh, cắt hết luôn đi, làm bông là sao không? Cắt bỏ hết này đi, bỏ cái phướng này đi. Dạ. Chết rồi, chết rồi. Ba cái nhánh này nè, cắt bỏ hết nè. Dạ. Nhánh nó cắt luôn anh, cắt luôn. Nhánh nào? Nhánh nào? Tỉa hả? Tỉa thôi, tỉa dạ. Xương ra gì nè. Dạ. Tỉa ra đi. Không biết sao tỉa không? Tỉa cho nó gió nó không. lùa nó thoáng được. Chứ để em chịu gặm gạt quá là mưa xuống tới ha. Nó lùa một cái đi hết chân luôn á. Dạ. Chân đó. Cho thoáng bớt, thoáng bớt đi để chịu gió mấy gì lắm đó. Nó mà yêu cầu đi ngang mà yêu cầu nó thoáng được cái gần gốc của mình là mình khỏe à. Dạ. Còn gió mà đi mà lùa lại đứng lại sững lại cái ngang mà cái mít mình mệt đó. Đó. Thấy không? Dạ. Cắt tỉa cho thoáng lại gì nè, trong lòng lại gì nè. Dạ. Đừng có gặm gạp quá, nãy giờ em cắt là biết bao nhiêu bộ lá luôn á. Dạ. Tại cây của mình nó bự rồi, nó dư bộ lá rồi. Dạ. Mình đừng để nhiều quá xung sơ như cây này nè, thấy không? Để nhiều quá gió nó không có lùa được đi ngang nè. Không thoáng. Không có thoáng nè. Khỏi nói luôn nè. Quá. Xử lý nó ra tàn là cứ giữ không trái không có mình thấy gì không ờ trái không có mình thấy tàn thấy phướng không à, bởi vì không xử lý mà để ra tự nhiên thì gì đó mùa nghịch mà nó đâu phải như mùa thuận thì nó sẽ ra bông ra trái. Yeah. Còn mùa nghịch là hầu như là nó ra tàn là phướng không à. Nhẹ cây lên nha. Yeah. Nhẹ cây lên đi. Ừ, để chỗ này giúp mệt cây. Cái dàn lá nè. Rồi nha. Rồi bước vô đây. Đây. Nè. Từ phẹt rồi. Cái dàn lá xum xê mở ra trái cho đây cũng xum xê luôn.
quá. Cắt bỏ bả này bớt bớt đi quá rồi. Nó gặm gạp rồi. Ôi ơi, trái dình đọt nữa kìa. Cái này chẳng như rồi nó cũng muốn đi rưa cái bộ rễ nè, lắc lắc cái bộ rễ rồi. Rồi bây giờ tối hôm nay thì nó khỏe rồi, sẽ sẵn nè. Cây này cắt trái bỏ hết luôn đi anh. Dạ. Đừng có chừa lại nữa, mình nó tiếc thôi nè. Dọn lại xương lại đi. Dạ. Nó ngã rồi đừng có cho nó ăn trái nữa. Cắt hết rồi. Đây là cái gì đó. Rồi rồi, cây này dữ lắm rồi. Cây này chặn vừa rồi là bị cơn gió đầu mùa, cơn mưa đi qua. Cơn mưa đi qua nè, mang lại cái hậu quả nè. Rất là. Là khúc này dưới đây là bắt đầu chuẩn bị đó phải không? Dạ, vô rồi đó. Vô đúng không? Vô rồi đó. Đấy, nè, người ta đi ngã tầm lâm luôn. Siêu qua đây có người siêu qua đây. Cái bỏ liền với nơi. Dạ. Xuống lá. Cái bỏ liền đi để nó sụ lá chết cây luôn á. Dạ. Cây này đi luôn rồi. Cây này đi. Cây ra đứng nè. Alo. Trời ơi. Đâu có gì đâu hả? Rồi rồi. Bây giờ